Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Em quay test một chiếc máy giặt cho một bác khách ở khu vực Hà Nội. Cụ thể ở đâu thì em không nhớ được. Đấy, bác thì có về nhà em chơi cũng như là đặt chiếc máy này nhà em. Đấy, dọn thì xong được 2 hôm rồi nhưng mà nay mới mặc quần áo vào. Bởi vì khi test dọn một con máy này không phải là chuyện đơn giản đâu. Phải tháo tung ở bên trong ra, tắm rửa sạch sẽ, xong lại còn để nó cởi chuồng ra, tức là không lắp vỏ nhựa ấy. Xong rồi test thử xem độ rung lắc, độ tải đã ok chưa. Xong xuôi mới mặc quần áo vào. Mặc quần áo vào này thì bọn em chỉ test nước không thôi. Xong rồi test thêm một mẻ giặt nữa. Xong xuôi giặt lại một lần. Xong xuôi là đóng gói gửi các bác. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, khi các bác đã chọn lựa mua máy nhà em thì mua ở bất cứ đơn vị nào cũng vậy thôi. Đấy, dọn một con máy, nếu mà dọn thật sự để mà dọn thì không phải đơn giản là cứ tháo ra xong rồi rửa dậy xong lắp vào là xong đâu. Không phải là chuyện đơn giản đâu các bác. Các bác nào làm máy, đào thợ lâu năm thì các bác biết rồi. Đấy, làm một con máy vất vả lắm. Người bình thường bên ngoài thì nghĩ cứ đơn giản thôi. Anh em mà đến nhà các bác, anh em nó dọn con máy thì nó chỉ là việc công dọn thôi. Chứ còn để một cái máy hoạt động như thế nào thì người ta cũng không cần để ý. Đấy, bởi vì là người ta chỉ nhận công dọn thôi. Còn bọn em là dọn máy để bán cho các bác, là để bán cho người tiêu dùng. Là cái máy nó phải hoạt động bền bỉ từ 5 năm đến 10 năm, thậm chí là 15 năm hay 20 năm. Đấy, thế nên là phải làm rất là chuẩn chỉ. Thì em sẽ quay vào má máy luôn. Chiếc máy này là má là TW117V5. Nghĩa là giặt 11 cân, sấy 7 cân, V5 ký hiệu cho má đời. Đấy, máy gì đây, cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, không hề có vết xước sáp gì hay chấm nhỏ gì. Máy thì zin 100%. Đấy, không mung má. Đấy, giòn chỉ bên trong đây. Đấy, con này thì em mới cho nó mặc quần áo vào thôi. Em mở điện đi này. Đây, mới cho nó mặc quần áo vào thôi. Vừa mới test lại một lần nước xong. Đây, máy đây, gioăng đây. Đấy, từng tí một luôn. Đấy, rất kỳ trắng luôn. Đấy, góc kính đây, góc cửa đây. Các bác đi mua máy cứ xoay cái cửa này. Thường với các bác ấy, máy Nhật ấy, nó không bao giờ nó bị han cái cửa này đâu. Nó không như máy Việt Nam đâu. Cái máy Việt Nam thì các bác xoay cái cửa này thì các bác xoay chứ. Máy Nhật nó không có han cái cửa này đâu. Nên là đừng có xoay cái cửa làm gì cả. Đấy. Đấy, quan trọng là các bác nhìn tổng thể một con máy này, đánh giá một con máy đẹp hay không này. Các bác nhìn cái màu nhựa này, nó vẫn đang sáng này. Đại hồi tôn đây. Con này thì hồi tôn thì nó có bị hai điểm bị sức nhẹ. Đấy, đính bằng hai con ruồi thôi. Còn lại thì sơn zin 100%. Đấy, rất là đẹp. Đấy, vách biếc lét. Đây, hồi sau đây. Đấy, các bác cứ nhìn cái tem này này các bác biết rồi. Cái tem này là tem nộp thuế. Đấy là hàng cửa tiệm, tức là hàng này mua bên Nhật có nộp thuế và có thể bán tại Nhật luôn. Đấy, bọn em mua về thôi. Đây, vách đằng sau đây. Vách thì cực kỳ căng nhé. Vách cực căng luôn. Đấy, không đố một hạt sơn nào nhé. Đây, hồi bên này đây. Thì em quay video thì nhiều lúc nó sẽ hơi bị bóng. Thì rất mong có thông cảm nhé. Đấy. Đấy, vách này cực căng luôn nhé. Đây, tem đây. Đấy. Đắt 2016 nhé. Má đây. 117V5 đây. Cửa mở trái đây. Giặt 11 cân, xế 6 cân. Đấy. À, nhìn từ vách bên này thì các bác nhìn hộ em nhé, là nó sẽ không bị gồ ghề đâu, bởi vì nó có bóng điện mà, nhiều lúc là nhìn nó sẽ hơi bị gồ. Đấy, thì máy thì ngày mai thì sẽ dịch tiếng Việt cho các bác. Để em dịch sang tiếng Việt đây, em dính vào đây, bởi vì chưa dính vào đây vì để cho các bác được nhìn thấy là cái bàn phím nó đẹp. Đấy, dính vào trước thì lại bảo là phím nó bong chóc gì. Đấy, các bác nào đang quan tâm đến dòng V5 này thì cứ alo cho em nhé. Hiện tại thì trên thị trường bây giờ ít anh em có máy lắm, hầu như là bọn em năm nay em ủ từ trước, em vào máy VIP từ trước, cho nên là bây giờ các bác hầu như là các cái máy giặt tầm phân khúc bình dân thì nhiều, nhưng cái máy VIP là không có vì đợt nắng vừa rồi chủ người ta xả con VIP để ra bán trước vì là ế máy không bán được, cho nên là bọn em gom từ đợt hè đến giờ, cho nên là đến thời điểm này hầu như nhà em còn rất nhiều máy VIP và còn giữ được máy bán cho các bác. Hiện tại thì V5 này em đang còn phải tầm trên 20 chiếc nữa, cho nên là các bác cứ mua thoải mái, mua nhiệt tình. Đấy, không bao giờ hết được máy. Đấy, mấy bác ở Bắc Linh mà bên Hà Lam, Phủ Lý sang thì cứ sợ hết máy. Thì cũng thưa với các bác là các bác chỉ sợ các bác không có sức mua thôi. Còn mua thì em vẫn còn máy bán đâu các bác. Đấy, nên các bác cứ yên tâm nhé. Máy thì rất là đẹp rồi, chỉ có quay qua thôi, chứ còn chất máy thì cũng chả có gì phải bàn. Đấy, bác nào lấy thì alo em hai số điện thoại này 0975 360 433, dưới là 0377996066. Đấy, nhà em có địa chỉ tại Linh Gia, Hải Dương. Kênh nhà em kênh là kênh hàng Nhật Bái Thanh Lâm. Đấy, các bác nào lấy thì cứ alo đặt máy em, thì em sẽ dọn cho các bác. Đến hôm nay là mới dứt điểm, là dọn được cho 5 bác.
còn 7 bác nữa thì sang tuần mới giả lốt được, thì rất mong các bác thông cảm nhé. Đợt này thì ít người nên là dọn máy nó hơi chậm một chút, nhưng mà các bác yên tâm là chất máy thì bao giờ cũng cam kết đẹp cho các bác, nên các bác cũng không phải lo nghĩ gì cả. Đấy, máy đây quay này các bác như biết rồi, nó sáng như gương luôn, thật sự luôn. Bỏ rút tiền ra mua con này 23.500.000 thì xứng đáng tiền luôn. Đấy, con này hiện tại bên cửa hàng em đang bán là giá là 23.500.000 nhá. Các chỗ khác thì vẫn đang bán 28.000.000 nhưng không có máy bán được đâu. Đấy, riêng nhà em Lâm thì vẫn cứ 23.500.000 báo được bác, đủ máy cung cấp. Đấy, con này thì full công nghệ rồi, các tính năng như là giặt nước nóng này 60 độ này, rồi thì giặt sấy rồi sấy khô này, sấy block rồi. Thì các bác yên tâm nhé, tất cả các máy em Lâm bán ra này đều sấy block. Sinh bằng may so thì bây giờ người ta bỏ rồi, không còn dùng nữa rồi. Thế cũng thương bác là người ta bỏ không có dùng nữa rồi, nên các bác cũng cứ yên tâm thôi. Đấy, đẹp quá nhỉ, mê. Đấy, công nghệ thì con này em cũng giới thiệu quá nhiều rồi thì em không giới thiệu chi tiết nữa, chỉ cần giới thiệu qua thôi. Đấy, chủ yếu là quay máy cho bác anh ngắm thôi. Đấy, bác này bác có tuổi rồi, hơn 60 tuổi rồi, bác xuống tận nhà bác mua bác ấy xem cho nó cẩn thận. Đấy, nhiều bác thì xuống nhà em thì cũng nói thật với các bác, nếu các bác mua máy chưa dọn thì 10 bác đi mua thì cả 11 bác chạy đất dép. Bởi vì máy chưa dọn em mua cách đây tầm 3 tháng rồi, thì các bác biết là bụi nó phủ tầng tầng lớp lớp vào, chứ có phải là chùm ni lông đâu. Khi mà dọn xong xuôi này mới chùm ni lông này, đấy thì nó mới đẹp được. Dọn xong xuôi rửa sạch bụi bẩn thì các bác nhìn mới trắng trẻo được, chứ mà bình thường mà nhìn cái máy chưa dọn thì 10 bác, cả 10 bác chạy đất dép. Đấy, nên là các bác mua thì cứ yên tâm thôi, bởi vì máy nó đẹp thì các bác có làm kiểu gì nó vẫn cứ đẹp, máy nó xấu thì làm kiểu gì lên nó không thể đẹp được. Bởi vì cái tổng thể một cái máy nó đẹp từ góc cạnh này, nó đẹp từ mini như thế này, thì không có ông nào bảo là chê nó xấu được, hay không có ông nào mông được. Từ những cái tem chích cơ này nó vẫn là thẳng đét này, đến nó vẫn là nhựa zin này, thì không có ông nào mà dễ ráp được. Mài dễ rời thì kiểu gì nó cũng phải bị cọ liếm vào đây, thì nó tợt tem nhìn cho nó chán lắm. Em chào các bác nhé, hiện tại thì má V5, V6, V3 thì em đang còn rất nhiều nhé. Đấy, chiếc này thì em quay em bán cho bác rồi, thì quay qua cho bác anh nhìn cho nó yên tâm thôi. Đấy, bác lấy luôn thì ngày mai đóng được, không thì sáng chủ nhật em đóng cho bác ấy. Đấy, em chào các bác nhé.